Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Cùng chúng tôi đến với con phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới, thậm chí là có hơn 120.000 người hành nghề tại đây. Phố Pattaya nằm ở miền đông của Thái Lan, được biết đến với cảnh quan tuyệt đẹp và một sự nổi tiếng khác đó chính là những con phố đèn đỏ tấp nập người. Cùng với đó là các cô gái trẻ, xinh đẹp, chân dài, tranh nhau trèo kéo khách, đúng như câu nói, đông vui như hội. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng tôi theo dõi câu chuyện trên ngay bây giờ nhé. Trai tử tế lên thiên đường, trai hư đến Pattaya là dòng chữ quen thuộc trên những biển hiệu quảng cáo. Nữ trang rẻ tiền hay áo phông lưu niệm ở Pattaya, một trong những thành phố nghỉ dưỡng hút khách nhất của bờ đông vịnh Thái Lan. Năm 2016, 33 triệu lượt khách quốc tế đến xứ sở Chùa Vàng, trong đó 13 triệu người tới Pattaya. Đó là tối thứ hai mùa thu năm 2016 ấm áp, trên con phố đi bộ bẩn thỉu, bao phủ bởi ánh đèn neon vàng vọt. Những cô gái điếm trẻ tuổi đứng sát cạnh những tay đàn ông phương Tây, nổi bật giữa khung cảnh nhộn nhịp của Pattaya, thiên đường du lịch Thái Lan. Trên con phố đèn đỏ ở Pattaya đầy rẫy những quán bar mang tên gọi khiêu gợi như trinh nữ hay là kẹo ngọt, tiếng lóng chỉ bộ phận sinh dục nữ. Trong quán có vô số phụ nữ khỏa thân hay mặc bikini đứng khoe thân, trên người đánh số cẩn thận để khách hàng gọi và mua dâm với giá rẻ. Một đám đàn ông ở khách sạn Marriott đang sôi nổi bàn luận nên đi nhà thổ nào để quan hệ với hai phụ nữ cùng lúc. Gái điếm ở đây đa phần đến từ các tỉnh nghèo miền Bắc Thái Lan. Họ tới Pattaya hay Bangkok kiếm tiền gửi về gia đình. Một cô gái mặc áo t-shirt ngắn cũn cỡn giải thích với Kaplan. Tôi cần kiếm tiền nuôi gia đình, họ chỉ trồng lúa và chăn bò, rất nghèo, họ cần tiền. Nhiều gia đình ngây thơ nghĩ rằng con gái hoặc chị em gái đang làm việc trong những trung tâm thương mại ở các thành phố lớn. Họ chắc chắn sẽ bị sốc nếu biết số tiền mà mình nhận được hàng tháng từ đâu ra. Lúc khách say rượu làm chuyện ngu xuẩn là lúc mệt nhất. Một cô gái tên là Lin nói, ngồi trên ghế băng, Lin chăm chú, nhìn ra vịnh Thái Lan kể chuyện. Có thể ông ta không chịu dùng bao cao su, nói muốn tôi đẻ con cho ông ta, hoặc là đánh tôi. Có lần một khách hàng say rượu chửi mắng tôi, còn tôi thì không hiểu nổi, đến một từ mà ông ta nói ra. Ông ta chạy theo tôi, cố đấm tôi, nhưng trượt tay đấm vào tường, rồi ông ta đá tôi. Tôi cầm túi bỏ chạy. Gái điếm ở đây kiếm được khoảng 28 đô la mỗi giờ. Không cao, nhưng vẫn còn nhiều hơn chán so với 10 đô la mỗi ngày nếu đi làm công nhân ở quê. Tuy nhiên họ phải hy sinh khi làm việc trong ngành công nghiệp tình dục Thái Lan, nơi đầy rẫy những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục hay ma túy. Tôi có vài người bạn chỉ cắm đầu vào kiếm tiền. Một cô gái trong quầy bar ở Bangkok nói với Kaplan, họ đang ở Nana Plaza, một tòa nhà 3 tầng, nơi hàng trăm gái mại dâm làm vũ công thoát y ở những quán như Play School hay Boston Map. Việc tôi làm chẳng tốt đẹp gì, tôi không thể lấy chồng người Thái. Giờ đây tôi đang tìm một pharang, tiếng lóng, chỉ người phương Tây trong tiếng Thái, bao mình. Dù có ngày tôi sẽ làm người tốt. Tuần trước một nhà kinh doanh bất động sản người Mỹ bị bắt ở Thái Lan bị cáo buộc quan hệ với gái mại dâm nơi công cộng. Tại một quán bar ở Pattaya, đoạn video gây sốc được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt xem hôm 24 tháng 4. Đàn ông phương Tây đổ dồn về Thái Lan chỉ thử cảm giác mạnh mà họ không đủ khả năng chi trả ở quê nhà. Còn phụ nữ Thái Lan thì bị cuốn vào ngành công nghiệp này, chấp nhận đồng lương rẻ mạt. Tôi nhớ nhà, nhớ con gái bé bỏng. Một người mẹ mới làm việc 6 tháng trong ngành này nói với Kaplan khóc nức nở. Đây không phải là cuộc đời tôi mong muốn, thật là tồi tệ. Một người đàn ông Australia bước vào một quán bar đầy phụ nữ trẻ đẹp ở Thái Lan. Dan không hề xấu hổ khi khoe dành rất nhiều thời gian lang thang trong các quán bar karaoke và khu đèn đỏ khắp Thái Lan. Việc anh làm cũng giống như nhiều đàn ông phương Tây khác. Thoạt nhìn việc lang thang của Dan cũng giống như những vị khách Australia khác đang đi tìm của lạ ở Đông Nam Á. Nhưng thực chất anh là nhân viên bí mật của một tổ chức chuyên giải cứu các thiếu nữ, vị thành niên. Anh là nhân viên bí mật của một tổ chức chuyên giải cứu các thiếu nữ vị thành niên là nạn nhân của bọn buôn người. Đó là một ngành công nghiệp đầy ngược đãi, Dan thừa nhận. Nghiên cứu cho thấy,
Đàn ông Australia nằm trong số những nước phương Tây đóng góp nhiều nhất cho ngành du lịch tình dục ở Đông Nam Á. Tại những thành phố như Pattaya, đầy rẫy đàn ông Australia nghỉ hưu tìm đến ở và coi đây là ngôi nhà thứ hai. Những người này chuyển đến Thái Lan, tới Pattaya, tới Bangkok. Họ đều gặp phải những vấn đề giống nhau. Dan nói, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm lang thang khắp Thái Lan của mình. Họ cho rằng cuộc đời sẽ không trọn vẹn nếu chưa tới Thái Lan du lịch tình dục. Vì thế họ theo đuổi giấc mơ này cho đến khi nhận ra lối sống mình chọn là vô nghĩa. Anh dành nhiều thời gian trò chuyện với khách phương Tây đến Thái Lan tìm của lạ. Theo Dan, đa phần chia sẻ cảm giác hối tiếc sau khi vứt bỏ các mối quan hệ ở quê nhà để tới Thái Lan. Ban đầu họ đều nói, tôi có thể xách bất cứ lúc nào tôi muốn, thật tuyệt. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, họ đều nói về những mối tình tan vỡ ở quê nhà hay là hôn nhân là quãng thời gian duy nhất họ thấy thật sự được yêu thương, được toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Dan nói, anh nhớ lại một người đàn ông Australia chia tay bạn gái ở quê nhà để theo đuổi lối sống tự do đầy phóng túng ở Thái Lan. Sau đó phải thừa nhận, đó là quyết định đáng tiếc nhất trong đời. Anh ta làm mọi thứ để lấp đầy khoảng trống. Dan nói, quan hệ với các thiếu nữ trẻ, thậm chí là với ladyboy, đàn ông chuyển giới, nhưng chưa cắt bỏ bộ phận sinh dục nam. Dù một ngày anh ta ngẩn người ra nghĩ, ta sẽ làm gì tiếp theo? Còn cái gì chưa thử? Lúc đó tôi đang ngồi cạnh anh ta, còn ở góc phố phía trước là những cô gái khiếm thính làm nghề mại dâm. Anh ta nói, gái khiếm thính, anh nghĩ sao? Làm tình với họ có tuyệt không nhỉ? Là một nhân viên chống buôn người, Dan luôn đau đớn khi gặp những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên đó cũng là nguyên nhân khiến Dan không bao giờ hối tiếc vì đã rời Australia. Đôi lúc tôi ước gì tâm trí thôi thúc mình trở về Australia, nhưng đối mặt với những thiếu nữ phải chịu vô số tổn thương mà cần giúp đỡ, tôi lựa chọn có mặt ở đây. Dan nói, chia sẻ về ảnh hưởng của công việc, Dan nói rằng mỗi lần đi vào khu đèn đỏ là anh lại thấy mình như đang đi vào địa ngục trần gian. Chỉ có niềm vui được giúp đỡ người khác mới làm động lực tinh thần cho anh tiếp tục. Lần đầu gặp gỡ, cô gái nào cũng tỏ ra chán ghét bản thân. Họ bị cưỡng hiếp, bị lạm dụng. Nhưng giờ đây, sau tất cả, họ lấy lại được tự tôn, cảm nhận mình vẫn còn giá trị. Dan nói, vì thế nhìn thấy họ yêu đời và khát khao sống là động lực cho tôi tiếp tục công việc. Giọng nói của Dan trầm hẳn xuống mỗi lần nhắc đến những thiếu nữ bị đàn ông giày vò để thỏa mãn dục vọng. Đàn ông trả tiền cho sách rồi bỏ đi, không bao giờ nhìn lại cô gái đó. Dan nói, họ không thấy cô khóc trong phòng, không thấy mặt trái mà tôi nhìn thấy. Càng nhiều đàn ông trả tiền để quan hệ tình dục với họ, họ càng cảm thấy khó khăn, càng cảm thấy mình không đáng một xu. Nhiều gã đàn ông ngụy biện, họ thích sách, thích công việc này. Không, họ không hề. Dan nói tỏ vẻ xúc động. Dan cho biết hầu hết đàn ông phương Tây đi tìm của lạ đều biện minh rằng họ đang giúp đỡ các cô gái kia. Khi tôi hỏi, nếu con gái anh tới Thái Lan mà không xu dính túi, rồi tới quán bar làm gái, liệu anh có phiền nếu tôi tới mua dâm không? Anh có cho rằng tôi làm thế là giúp đỡ con gái anh không? Dan nói, họ đều trả lời sẽ làm mọi thứ đưa con ra khỏi đó, nhưng lại ngụy biện nếu đó là một cô gái Thái. Dan cảm thấy buồn cho những gã đàn ông anh gặp. Có thể hiểu được nhiều người Australia, đặc biệt là phụ nữ, căm ghét những người này. Nhưng khi trò chuyện với họ, ta bỗng nhận ra họ đều là những người bị tổn thương, lạc lối, đang tự hủy hoại bản thân mình. Tôi nhớ có một người từng hỏi, anh có cho rằng sau khi chết, chúng tôi phải trả giá cho những điều xấu xa đã làm không? Dan hồi tưởng, thấu hiểu cảm giác của những người đàn ông này không có nghĩa là Dan dung túng cho hành vi của họ. Anh hiểu rằng những người này cần giúp đỡ để vượt qua cơn nghiện tình dục đang hủy hoại họ. Trong 5 năm qua, báo chí đưa nhiều tin về đàn ông phương Tây bị ám ảnh bởi lối sống Pattaya đã nhảy lầu tự tử. Pattaya được coi là thủ phủ của đàn ông ngoại quốc tìm kiếm sách, nhưng lại có rất nhiều người tự tử tại đây, Dan nói. Chúng tôi làm việc với cảnh sát, họ cho chúng tôi xem video một người gieo mình từ ban công xuống đất và gọi đây là cú gieo mình ở Pattaya. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức và chính phủ Thái Lan, như Nine Line International hay là MST Project, những đơn vị cung cấp hỗ trợ cho khách nam tới Thái Lan tìm sách. Dan cho rằng, việc này là cần thiết, nó không chỉ giúp đàn ông cai nghiện tình dục, mà còn giúp chấm dứt tổn thương gây ra cho phụ nữ trong ngành công nghiệp ở Thái Lan.
Tôi cho rằng nếu có một nhóm tới quán bar gặp gỡ những người đàn ông này, không phải là giảng đạo cho họ, mà cùng trò chuyện, trở thành bạn, nghe họ tâm sự, có lẽ sẽ giúp ích nhiều hơn, Dan nói. Khi được hỏi Dan sẽ nói gì với những người đàn ông tới Thái Lan tìm sách nếu không phải che giấu thân phận nhân viên tổ chức chống buôn người, anh trả lời, tôi sẽ hỏi họ, anh có vui sướng khi trở thành người thế này không? Có yêu cuộc sống thế này không? Anh hoàn toàn có thể dùng kỹ năng và năng lực của mình giúp đỡ mọi người, chứ không phải tước đoạt của họ. Dan nói, thay đổi không bao giờ là quá muộn, hãy trở thành người đáng để tự hào. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cùng được biết. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo sẽ được phát sóng vào ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. We'll be right back.